Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 6, 2019. Đến với bản tin hoạt hình đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là phỏng vấn anh Tom Lê hay Thành Lê giám đốc Luraco. Trong phần hai là chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Để mở đầu, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của anh Võ Thành Nhân với Thành Lê giám đốc Luraco trong chuyến viếng thăm vùng hoạt hình đốn vừa qua. À, kính chào chúng tôi là võ thành nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu quý vị chương trình rất là đặc biệt à, chúng tôi được một cái hân hạnh là anh thành tức là thơm lê đó đến từ dallas à, nhân cái chuyến công tác ở tại vùng thủ đô hoa Tình đốn ghé thăm studio của chúng tôi và đây cũng là cơ hội để mà chúng tôi tìm hiểu thêm một số những cái phát minh mới của lurago cũng giống như chuyến công tác này thì anh thành có những cái điều gì mà muốn gửi gắm cho quý đồng hương khi đến vùng thủ đô hoa Tình đốn và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi trước hết xin được kính chào anh thành Em xin chào anh Võ Thành Nhân và xin kính chào quý đồng hương uh, tại uh, uh, vùng Washington DC cũng như là trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ thân mến. Dạ. Yeah. Khi mà chúng ta nói đến thủ đô Hoa Tình đón thì có, thường thường có nhiều chuyện lắm. Dạ. Yeah. Chuyến đi này là nó có dính đứa về tới một số những công việc làm của Luraco có đúng như vậy hay không? Dạ yeah, vâng, thưa anh đúng. À, thưa quý đồng hương thì uh, lần này uh, thành qua đây thì cũng có một vài cái công việc. Dạ yeah, và một trong những công việc đó là cũng tiếp nhận một số bằng phát minh Dạ vâng, của công ty Luraco trong thời gian gần đây à, và thứ hai là cũng muốn ghé tại studio của anh Võ Thành Nhân vì thưa quý vị xưa nay thì chúng tôi anh em vẫn từng trò chuyện với nhau qua điện thoại hoặc là thấy anh trên SBTN nhưng đây là lần đầu tiên em vinh hành được đến đây để mà thăm anh cũng như là có thể là cái vấn đề tí nữa chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị vấn đề mà có thể giữa hai anh em mình biết nhau mười mấy năm bây giờ là cái duyên nó đến để mình có thể mình hợp tác và làm việc với nhau. Được, 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 được. <laughs> à, Khi mà tới thủ đô Hoa Thành Đốm thì chuyến này những cái phát minh mới nó như thế nào rồi cái kết quả nó ra sao rồi. Yeah. Vâng. À, kính thưa quý vị à, như anh nhân vừa thưa quý vị thì ở washington dc là một cái thủ đô là một cái trung tâm của um, hoa kỳ do đó là tất cả những cái cơ quan đầu não mà quan trọng là đều ở đây cả thì um, chúng tôi cũng có làm việc với một số luật sư về uh, bằng phát minh dạ, và một trong những luật sư chính mà lo về cái bằng phát minh cho lu ra cô là ở đây ừ. do đó lần này thì tôi qua đây cũng nhiều việc lắm nhưng mà một trong những cái việc mà cả ghé thăm để mà bàn với người luật sư này một số cái bằng phát minh mà đang uh, chờ xét duyệt nhưng mà thưa quý vị nhân đây chúng tôi cũng muốn kể cả sâu cho quý vị thấy uh, là một cái niềm vui mà luraco là trong một cái thời gian rất ngắn thôi nhưng mà chúng tôi uh, nhận được là thưa quý vị năm cái bằng phát minh ở đây Yeah. đây là có có năm cái mà hôm nay chúng tôi sau cái cuộc gặp gỡ thì cái người luật sư trao cho tôi là 5 cái bằng phát minh. Yeah. Thì chúng tôi vừa mới mở một cái ra đây, thưa quý vị đây là bằng phát minh do chính phủ Hoa Kỳ trao tặng đó thưa quý vị. À, thì thông thường quý vị biết là LuraCo là công ty về khoa học kỹ thuật. Do đó chúng tôi luôn luôn tiên phong những cái gì đó là thật là mới mẻ, thật là sáng tạo. À, thì chúng tôi à, 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 và phao những cái bằng phát minh này và rất là thưa vị cũng phải là may mắn nhưng mà thực sự thì chúng tôi đã có những cái gì đó mà chính phủ hoa kỳ lại cấp cho chúng tôi nhiều bằng phát minh lắm nhiều bằng lắm đây là mới thú vị đấy là năm bằng phát minh mà chúng tôi vừa mới nhận trong thời gian gần đây thôi thì đó là một cái điều mà chúng tôi rất là lấy làm uh, vinh dự vì thưa quý vị là một công ty của người việt nam chúng ta là con em của những người tị nạn mà đặc biệt là những cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa à, thì chúng tôi thấy rằng đây là cái những cái thành quả về mang tính trí tuệ, mang tính sáng tạo mà công ty Luraco um, rất là vinh hạnh. Yeah. Và cho đến nay thì chúng ta có được bao nhiêu cái bằng phát minh của Luraco rồi, vậy dạ, thưa anh thầy. Dạ, yeah, thưa anh thì tụi em đến giờ phút này thì đề trình khoảng 36 bằng phát minh, mà trong cái đó khoảng 22 bằng phát minh đã được công nhận rồi, đã được cấp rồi. Dạ, còn lại mà cũng mười mấy cái là đang 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 trong thời kỳ xét duyệt đó thưa anh có những phát minh nào liên quan đến được quốc phòng? à dạ có thưa anh thưa quý vị là chúng tôi có một số bằng phát minh à, ví dụ như là cái hệ thống cảm ứng thông minh trong máy bay Black Hawk và Apache thì chúng tôi đã được cái bằng phát minh đó và cái cái sản phẩm đó và cái nghiên cứu đó của chúng tôi đang được sử dụng trong hai động cơ trực thăng chiến đấu hàng đầu của Mỹ là Black Hawk và Apache và khi nói về tới cái ngành nail ấy, thì những cái phát minh nào mà nhiều người biết? Dạ, <laughs> thưa, thưa, anh. thưa quý vị là Luraco ngoài cái lĩnh vực mà nghiên cứu cho quốc phòng rồi ngoài cái lĩnh vực mà nghiên cứu về những cái sản phẩm cho sức khỏe như là à, ghế massage, vật lý, trị liệu thì chúng tôi còn có một số sản phẩm mà liên quan đến cộng đồng Việt Nam của chúng ta là ví dụ như cái jet 500 ở trong bồn Pedicure Spa là Luraco phát minh ra cái jet đó để mà cho phép salon Uh, người ta sử dụng được với cái bao ni lông đó, thưa thương là giải quyết được những cái vấn đề truyền nhiễm uh, vi khuẩn từ người này qua người kia trong cái bồn pedicure spa thì riêng cái đó chúng uh, bên em đã có là uh, khoảng bây giờ là 7 bằng phát minh rồi và yeah, uh, em còn khoảng ba cái đang pending nữa riêng cái sản phẩm đó không là vì cái đó là cái Luraco là công ty tiên phong công ty đầu tiên vì quý vị trước đây ấy, là quý vị thấy trên đài um, các cái media của mỹ là đưa ra tin là có như nào là bên này bị chết là do uh, infection, ừ. nhiễm trùng. Bên kia đi bà nhà thương, nói chung họ đưa lên tất cả các đài từ CNN, từ Fox, từ NBC là người ta nói rất là nhiều về cái vấn đề mà nhiễm trùng với là truyền nhiễm virus fungus trong um, những cái bồn pedicure spa. Khi mà lúc raco phát minh ra cái năm 500 mà để cho um, người salon owner họ dùng được cái bao ni lông tức là sau cái mỗi service anh nhân, lấy cái bao ni lông ra, bỏ, bỏ, à đó thì coi như là giải quyết được cái vấn đề truyền nhiễm. Dạ, thì tụi em bên em cái phát minh đó có được rất là nhiều bằng phát minh yeah. và cho đến ngày hôm nay thì Luraco được có được bao bao nhiêu cái medical chair và được mấy lần recognition rồi Ồ oh, chào dạ, thưa anh, cái đó cũng là một cái điều mà <laughs> thưa thưa quý vị là như thế này Luraco cái cái medical massage chair thì hiện tại bây giờ quý vị thấy là Luraco cái mới nhất là uh, i7 plus rồi chúng tôi còn có legend plus thì khi mà quý vị thấy i7 có nghĩa là cái thế hệ thứ bảy rồi, và yeah. giống như iPhone, quý vị thấy iPhone 1, iPhone 2, iPhone 4, iPhone 5, thì bên này chúng tôi đã có i7 Plus. Thưa quý vị cái i ở đây á là intelligent, còn uh, i robotic, chúng tôi có i robotic 7, i là intelligent, robotic là người máy, người máy thông minh thế hệ thứ bảy, yeah. chúng tôi viết tắt là i7, yeah. nó khác với i7 của mobile phone. Dạ. Yeah. Yeah. Và khi mà chúng ta có cái i7 Plus thì có cái cơ hội nào vùng thủ đô Hà Tình Đốn có thể thấy được và có thể thử ngồi nằm thử được không? Dạ vâng, thưa quý vị, đó là cái lý do mà em muốn đến để gặp anh hôm nay nữa thưa quý vị. Vì thưa quý vị, chúng tôi, anh em cũng quý mến nhau và biết nhau rất là lâu. Nhưng mà khi mà qua đây á, thì tôi thấy rằng anh Võ Thành Nhân cũng như là SBTNDC có một cái studio rất là lớn. Ngoài ra anh còn có cái phòng đọc sách nữa thì chúng tôi trước đây thì chúng tôi cũng có bàn qua cái điện thoại sơ sơ thì bây giờ tôi nghĩ rằng á là anh nhân anh nên đem cái ghế massage của Luraco về để đây để cho bà con đồng hương tại vùng uh, Washington DC và phù cận ở đây yeah. đó là đến đây để mà thử cái ghế massage của Luraco là vì cái ghế của 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 công ty Luraco anh nhân biết không là nhận được rất là nhiều cái giải thưởng danh giá mà mang tính quốc tế mang tính quốc tế ví dụ như năm 2019 vừa rồi tại uh, Las Vegas Dạ. Yeah, thì anh thấy là LuraCo được cái giải uh, là Mark Up Excellence tức là một cái sản phẩm tuyệt hảo mà anh biết là do cái tổ chức đứng ra tổ chức cái show CS yeah, thường thường khi mà... show lớn lắm show lớn lắm và yeah, anh 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 Nhanh có lần anh Nhanh đi đó thưa quý vị em chúng tôi có gần gặp, gặp anh Nhanh tài tại Las Vegas để anh Nhanh thăm cái show đó thì quý vị thấy rằng cái show đó mà tất cả các cái đài công ty về khoa học kỹ thuật khắp nơi trên thế giới đổ về để tham dự cái show đó một năm chỉ có một lần thôi thưa quý vị mà luraco là một công ty của người việt nam tạm gọi là nhỏ và không có tên tuổi đi mà bước ra một cái quỹ đào lớn của cả thế giới như vậy mà chúng tôi sánh vai với samsung với lg với sony À, là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy rằng đáng để chia sẻ cho quý đồng hương như quý vị biết là vừa rồi cái um, chúng tôi được một cái giải thưởng đó mà đứng đầu là LG rồi đến Luraco là thứ nhì và đến thứ ba là Sony đó quý vị thấy không những cái tập đoàn về khoa học kỹ thuật mà nói ra cả thế giới ai cũng biết trong khi nói Luraco thì chưa chắc <laughs> nhưng mà dám sánh vai à, yeah. năm trước nữa là chúng tôi được một cái giải thưởng đứng sau Samsung mà quý vị thấy Samsung là nổi tiếng cả thế giới. đó Do đó khi mà chúng tôi chế ra một cái sản phẩm mà bước ra quỹ đạo của quốc tế mà chúng tôi nhận được những cái recognition như vậy, những cái giải thưởng như vậy, thì thưa quý vị đó là một cái điều đáng để khích lệ thưa quý vị. Yeah. Xin được cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Nhưng mà yeah. à, kính thưa vị, chúng tôi hy vọng là một ngày thân cần. À, có thể vào tháng 6, tháng 7 gì đó, Luraco sẽ ship một cái ghế đến SBTN DC để mà nơi nơi mà bà con có thể đến để mà thử cái ghế để mà làm thử cái i7 nó như thế nào. Dạ có em muốn tên là <laughs> dạ, <để cười> <thế>. dạ đúng. <laughs> dạ đúng quý vị thấy vì thứ anh nhân biết không là quý vị thấy Luraco quảng cáo trên TV khá nhiều nhưng mà ở vùng này á là chưa có mà cái đại lý nào để mà quý vị có thể lên để quý vị nằm thử được do đó thưa quý vị chúng tôi khuyến khích anh nhân rất là nhiều cũng cứ nói anh nhân ơi anh có một cái space như thế này đó và tại sao anh không đưa cái ghế về đây để cho bà con uh, vùng Washington DC và phụ cận đến đây để mà thử cái ghế do đó uh, chúng tôi hy vọng rằng là thời gian rất gần là quý vị đến đây để thử ghế của Ludaco <laughs> xin cảm ơn thành rất là nhiều Yeah, yeah kính thưa quý vị chương trình của chúng tôi và anh thơm lê tức là anh thành đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ tiếp xúc được với anh thành để mà tìm hiểu thêm về thân thế và đời sống của anh khi mà anh mới đến hoa kỳ cũng giống như là cuộc sống của cha anh của anh trước kia ở việt nam đó là lý do tại sao chúng ta có con em của một gia đình ho rất là thành công chúng tôi xin được kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Nhiều người vẫn gọi ghế massage của LuraCo là Medical Massage Chair hoặc là ghế massage vật lý trị liệu. Bàn chân của chúng ta là trái tim thứ hai của con người. Cái vùng này liên quan đến phổi, vùng này liên quan đến tim, vùng này liên quan đến bao tử, vùng này liên quan đến thần. Khi mà cái lòng bàn chân được massage một cách nhuần nhuyễn, thứ nhất là foot roller. Thứ hai là kỹ thuật hơi nó ép cái bàn chân của vị xuống đẩy từ trái qua phải, từ phải qua trái để cho cái foot roller phía dưới nó tác động các cái huyệt thần kinh dưới lòng bàn chân. Cái điều thứ ba là sưởi ấm và điều thứ tư là cặp cái bàn chân của vị kéo ra để cho nó giãn các cái khớp cho nó thậm chí nó ảnh hưởng lên cái đầu gối cũng như là thắt lưng đó là cái điều mà chỉ có ghế massage của công ty Luraco có được mà massage nó cứ khởi động hàng ngày nó đánh vào các cái huyệt nó mở các cái huyệt ra thì tất nhiên là sức khỏe của quý vị sẽ được cải tiến do đó nó làm giảm axit trong bao tử cũng như là giảm vấn đề táo bón khi sử dụng ghế massage của công ty Luraco ai cũng nói rằng bước ra cái ghế nó nhẹ nhàng làm sao